Ares đã bị đánh bại. Kratos, một chiến binh con người duy nhất, vươn lên trở thành một vị thần chiến tranh mới. Mặc dù vậy, Kratos đã tự bản thân nhận ra mình thật cô độc trên đỉnh Olympus, bị xa lánh bởi những vị thần khác. Nhưng Kratos đâu có cần sự yêu thương từ những vị thần nhỏ mọn đó. Anh ta đã tìm thấy được một gia đình mới là các chiến binh của Sparta, mang tới cho anh chút an ủi từ quá khứ, đầy rẫy sự tàn sát và những trận chiến. Chúa tể, Kratos, lại một thành phố nữa sẵn sàng đổ sụp. Sớm thôi tất cả sẽ được biết tới là một vẻ vang cho người Sparta. Đủ rồi đấy, Kratos. Với những thành phố mà anh đã hủy hoại, cơn thịnh nộ trên đỉnh Olympus lại càng phát triển hơn. Sớm muộn gì tôi cũng không còn có thể bảo vệ được anh nữa đâu. Tôi chả cần sự bảo vệ nào cả. Đừng có mà quên tôi là người đã biến anh trở thành một vị thần, bóng ma của Sparta à. Đừng có mà ăn cháo đá bát với tôi. Tôi chả nợ cô cái gì hết. Vậy thì anh không cho tôi lựa chọn rồi. Kratos biến những nỗi đau trong quá khứ của mình thành sự căm phẫn. Căm phẫn với những vị thần, người đã từ chối giải thoát anh ta khỏi những cơn ác mộng về những lỗi lầm trong quá khứ. Và vì thế mà anh ta đã tới Rốt, giáng một đòn cuối cùng để có thể bao vây thành phố. Athena, cô âm mưu chống lại tôi sao? Athena, cô sẽ phải trả giá cho việc này. Đừng để hắn mở được cửa. Chết bởi thanh gươm của chúng ta. Thành này là của chúng tôi. Giữ cánh cửa đi anh bạn. Trời ơi, thần linh ơi, hắn giết tất cả bọn họ rồi. Hắn vẫn còn một chút sức mạnh của thần rồi. Chạy đi. Vinh quang của những vị thần.
chào đằng ấy. Họ đã xong đâu? Thần ơi, tê quá. Đừng tha cho hắn. Tấn công.
Kìa, bên mạng sườn. Chết trong danh dự. With honor!
Kratos, tôi không cần sự giúp đỡ từ ông giúp. Tôi có thể tự hạ con quái vật này. Tôi trao đổi với anh thứ còn hơn cả sự giúp đỡ Kratos. Tôi trao cho anh sức mạnh. Tôi trao cho anh thanh gươm của đỉnh Olympus. Thanh gươm này đã dùng để kết thúc trận chiến vĩ đại và đánh bại những thai thần. Hãy rút hết sức mạnh thần thánh của anh vào trong thanh gươm đó đi cờ ra tốt. Chỉ khi đó thì anh mới đạt được tới tài năng tối thượng của mình. Tại sao giờ ông lại giúp tôi thế? Giờ những gì tôi làm, tôi chỉ là muốn tất cả sự tốt đẹp dành cho đỉnh Olympus.
mạnh thần thánh của anh được rút vào trong thanh gươm nó sẽ tăng sức mạnh lên cho thanh gươm để có thể hủy diệt toàn bộ những ai thách thức những vị thần.
Các ngươi đã nhìn thấy chưa những vị thần trên đỉnh Olympus? Các ngươi có cần thêm những minh chứng hơn thế này không? Đặt tất cả sức mạnh thần thánh của anh ta vào trong thứ vũ khí đó, Cờ Ra Tốt cuối cùng đã trở lại thành dạng người, sẽ dễ bị thương hơn bởi những cánh tay của cái chết, máu chảy và những vết bầm tím. Anh ta biết một điều là sẽ không có bất cứ hy vọng nào còn sống cho anh ta, bắt buộc anh ta phải rút sức mạnh ra từ thanh gương của đỉnh Olympus. Bị sỉ nhục trước quân đội sờ pa tan của anh ta, Cờ Ra Tốt đã tự bản thân mình lê lết ra khỏi vũng bùn lầy. Ông, phải, tôi bị ép buộc phải tự tay mình nhúng vào vấn đề này. Athena đã từ chối nhận đấy là lỗi lầm của cô ta. Tưởng tượng như việc chăm sóc một sinh vật như ngươi chẳng hạn. Tại sao? Tại sao ông lại phản bội tôi? Ngươi mới là người phản bội ta. Chả nhẽ ta lại đi uống nước sơi trà trong khi đỉnh Olympus đang bị đe dọa hay sao? Bàn tay của ngươi đã nhuốm bẩn máu của các vị thần rồi. Ta sẽ không để số phận của Ares lại trở thành của chính bản thân đâu. Những vị thần quá nhỏ mọn và thảm hại, và luật lệ của ông thì quá nghèo nàn. Ta phát mệt với cái kiểu hỗn láo này rồi. Ta là vua của đỉnh Olympus, và nó phải theo cách của ta, đó là cách của những vị thần. Ngươi phải tuân thủ lời thề phục vụ ta mãi mãi mới phải. Ta chả phục vụ ai cả. Vậy thì ngươi không cho ta lựa chọn rồi. Tôi nhận đi. Ta thà chết còn hơn. Nó không cần phải trở thành ra thế này đâu con trai. Con đường này là do con chọn mà thôi. Một sự lựa chọn từ các vị thần sao? Nó vô dụng như bản thân họ vậy vô dụng. Ngay cả khi mà ngươi đã trút hơi thở cuối cùng của mình, ngươi vẫn tiếp tục hỗn láo với ta sao? Mọi thứ mà ngươi từng được biết Cờ Ra Tốt, giờ sẽ phải chịu đau khổ bởi sự xúc phạm thánh thần của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ thống trị được đỉnh Olympus. Vòng tuần hoàn sẽ kết thúc tại đây. Ông sẽ phải trả giá cho việc này, giúp. Hãy chú trọng kỹ vào điều đó nhé. Sinh mệnh của Cờ Ra Tốt đã chấm dứt. Những bàn tay của Hades trồi lên để với tới phần thưởng của chúng. Nhưng ở đó có nhiều việc hơn sự nghỉ ngơi trên vai của Cờ Ra Tốt mà anh ta có thể biết được. Số mệnh của Cờ Ra Tốt là mang tới sự thay đổi khủng khiếp.
Điều đó sẽ làm rung chuyển rất lớn tới những cái cột ở trên đỉnh Olympus. Cái chết của anh ta là cái gì đó mà tôi không thể cho phép. Ares, hãy hủy diệt kẻ thù của ta và mạng sống của ta sẽ là của ngươi. Hãy chiến đấu sờ ba tan. Anh không sinh ra để chết ở đây. Đây chưa phải là kết thúc đâu. Bà là ai? Tôi là một thai thần Gaia, được biết đến là mẹ của trái đất. Tôi đã theo dõi anh cho từ cái lúc anh trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất. Và tôi đã đi cùng anh qua tất cả những sự kiện trong đời của chính bản thân anh nữa. Nhưng tôi không thể đơn giản cứ theo dõi lâu thêm nữa. Chúng tôi sẽ giúp anh đánh bại Zeus. Cái chết là một sự giải thoát. Cờ ra tốt, anh là chiến binh của Spartan, không phải là thằng hèn. Chỉ có thằng hèn mới đi chấp nhận cái chết. Tôi không phải thằng hèn. Vậy thì anh phải chiến đấu. Tôi sẽ dẫn đường cho anh tới chỗ chị em Phết. Chỉ có sức mạnh của họ mới đánh bại được Zeus.